Sáng ngày 7 tháng 12 tại hội trường quận ủy đã diễn ra các hội nghị công bố quyết định của ban thường vụ quận ủy, quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân quận về công tác cán bộ, ban tuyên giáo quận ủy, phòng văn hóa và thông tin, phòng kinh tế quận. Đối sự có các đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận, Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận, Lê Toàn Khánh, phó bí thư thường trực quận ủy, Phạm Thị Phượng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân quận cùng các đồng chí lãnh đạo công chức các đơn vị liên quan. Theo quyết định 202 ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ quận ủy, tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Bích Thủy, trưởng phòng văn hóa và thông tin quận, giữ chức vụ phó trưởng ban tuyên giáo quận ủy. Theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân quận, tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm ông Trần Quang Hưng, phó trưởng ban tổ chức nội vụ quận, giữ chức vụ trưởng phòng văn hóa và thông tin quận. Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hải Yến, phó trưởng ban kinh tế xã hội, hội đồng Nhân dân quận, giữ chức vụ phó trưởng phòng kinh tế quận cũng theo quyết định 205 ngày 4 tháng 12 năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy chỉ định đồng chí Trần Quang Hưng, trưởng phòng văn hóa và thông tin quận, giữ chức vụ bí thư tri bộ phòng văn hóa và thông tin quận, nhiệm kỳ 2020-2025 các đồng chí lãnh đạo quận ủy ủy ban nhân dân quận trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm chức vụ mới phát biểu giao nhiệm vụ đồng chí phạm văn khanh ủy viên thành ủy bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận mong các đồng chí vừa được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới tiếp tục trao dồi bản lĩnh chính trị không ngừng học hỏi xây dựng tập thể thành khối đoàn kết thống nhất tích cực làm tốt công tác tham mưu cho quận ủy ủy ban nhân dân quận lãnh đạo đơn vị trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của quận và đơn vị đồng chí bí thư quận ủy chủ tịch hội đồng nhân dân quận cũng mong lãnh đạo công chức các đơn vị tạo điều kiện để các đồng chí mới bổ nhiệm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao